Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm chúng ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trước khi tôi giảng thì có ban trật tự có nhờ tôi nhắc xin cha nói giúp con có chiếc xe Jeep màu xám Rejoice đậu ngay lối ra vào sân cỏ. Xin dời ngay xe tại vì vậy sẽ kẹt những xe khác không thể vào được cái sân sau này. Nên ai có xe Jeep màu xám Rejoice thì xin dời ngay để tránh kẹt xe. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi bắt đầu bài giảng hôm nay bằng một câu chuyện. Trong một vụ động đất lớn khiến nhiều nhà cửa trong thành phố bị sụp đổ, có 3 người bị kẹt trong văn phòng một tòa nhà của một công ty xây dựng. Bây giờ văn phòng bị tối thui vì cúp điện và một khối bê tông lớn từ tầng trên rơi xuống đã chắn ngang cửa sổ và cửa ra vào văn phòng. Tình huống này, người thứ nhất là một người không có tin, ông ta là trưởng của cái văn phòng đó. Ông ta rất là bực tức và không ngừng chửi rủa người kỹ sư đã thiết kế và cái người mà thi công cái công trình tòa nhà đã không chịu làm cho chắc chắn để bây giờ cái tòa nhà bị sụp đổ. Cái người thứ hai là một nhân viên vệ sinh của công ty. Anh ta có lòng đạo đức bình dân, nhưng khi bị kẹt trong văn phòng thì anh quyền quỳ gối xuống, lần chuỗi mân côi thật sốt sắng và cầu xin Đức Mẹ thương ra tay cứu giúp. Người thứ ba là một nhân viên bảo trì máy móc của công ty. Anh là con người có đức tin trưởng thành. Anh cầu xin Chúa như thế này: lại Chúa, Chúa muốn con làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này? Sau đó, anh lấy búa và đục trong giỏ đồ nghề anh luôn mang theo mình và bắt đầu đục phá khối bê tông bít lối ra vào kia. Rồi lâu lâu mệt thì anh nghỉ tay và anh lại thầm thị với Chúa là xin Chúa giúp cho con để đủ sức đục cái khối bê tông này để cả 3 người chúng con mau thoát ra ngoài. Cuối cùng thì anh ta đã phá được một mảng lớn bê tông và cả 3 người đã chui ra ngoài an toàn. Câu chuyện trên cho ta thấy 3 thái độ cầu nguyện. Người thứ nhất do không có đức tin cho rằng cầu nguyện thì vừa mất thời giờ lại vừa vô ích. Nên chẳng những không cầu nguyện khi gặp khó khăn, anh ta chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh và tha nhân nên không có tích cực giải quyết cái vấn đề của mình. Người thứ hai là người có đức tin thụ động. Khi gặp chuyện khó khăn thì chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện, xin phép lạ thay vì mình phải cố gắng giải quyết vấn đề
kèm theo cái lời cầu nguyện của mình nữa. Và người thứ ba là người có đức tin tích cực. Tuy tin vào quyền năng của Chúa, nhưng đồng thời cũng ý thức là phải sử dụng các phương tiện Chúa ban để chủ động giải quyết những vấn đề và cũng tiếp tục cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp để mình giải quyết vấn đề. Cái thứ ba của người thứ ba là cái cách cầu nguyện đúng đắn đẹp lòng Chúa mà tất cả chúng ta cần phải áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Bài tin mừng hôm nay, Chúa cũng dạy chúng ta một cái cách cầu nguyện khác, đó là phải cầu nguyện luôn và không được nản chí. Ngay câu đầu của đoạn phúc âm hôm nay, Chúa muốn chúng ta phải noi gương ông Mô-xê như trong bài đọc thứ nhất, là ông ấy giang tay suốt cả ngày để cầu xin cho quân Israel thắng trận. Mỗi khi mà ông ấy hạ tay xuống thì là thua, mỗi khi ông nâng tay lên thì là Israel thắng, và cuối cùng thì tối thì là Israel thắng. Hay là cái câu chuyện của bà quá mà Chúa dùng để khuyến khích chúng ta phải kiên trì, là bà cứ thấy cái ông tòa bà cứ bắt phải xử cái vụ của bà, minh oan cho bà. Rồi ông ấy về sau này bị quấy rầy quá, rồi ông bảo thôi giải quyết cho bà cho nó xong đi, chung có bà quấy rầy làm nhức đầu quá. Thì Chúa dạy chúng ta phải bắt chước cái người đàn bà đó. Tại vì Chúa nói thì là, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hàng câu cầu cứu với người dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, mình sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng nói như thế không có nghĩa thì là chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện rồi chúng ta sẽ được cái điều mà chúng ta muốn và đòi cái hiệu quả tức thời. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta tin chắc Chúa sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta. Nhưng trước hết là Chúa không ban lập tức theo ý riêng của chúng ta, mà ban vào thời gian và cách thức nào có lợi nhất cho chúng ta. Thời gian Chúa nhậm lời có thể kéo dài lâu hơn chúng ta nghĩ, và cách Ngài ban ơn cũng có thể khác với ước nguyện của chúng ta. Nhưng bao giờ cũng thích hợp nhất và hữu hiệu nhất cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta phải tin như thế. Và điểm cuối cùng là chúng ta phải cầu xin, để xin Chúa Thánh Thần soi dẫn chúng ta. Như Thánh Phaolô đã dạy, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta theo đúng thánh ý Thiên Chúa. Những cái lời cầu nguyện đẹp nhất là cái lời cầu nguyện mà của Chúa Giêsu trước khi chịu đau khổ, chịu khổ đi bác thập tự, chịu khổ giá và chịu chết, chịu nạn cho chúng ta. Tức là lúc trong vườn cây dầu, Chúa xin Chúa Cha cất chiến thắng của mình, vì Chúa nhìn thấy cái đau khổ tận cùng như vậy, rất là sợ, đổ mồ hôi máu ra. Nhưng mà Chúa cầu nguyện như thế này: Cha ơi, nếu được xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Nên chúng ta cho tất cả những lời cầu xin tha thiết của chúng ta nên xin thêm cái lời cầu nguyện mà của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu: xin theo ý Cha, đừng theo ý con. My dear friends and beloved children, the man or woman of faith knows that there are no hopeless situations. There are only people who have grown hopeless about their situations. Today's gospel presents us with another example, that of a woman of faith, a widow, and urges us never to grow hopeless about any situation
in which we find ourselves, no matter how hopeless it may seem. There is a story of a two frogs. Two frogs fell into a deep green bowl. One was wise and a cheery soul. The other one took a gloomy view and said a sad goodbye to his friends because he hopeless. But another frog with a merry grin said, I can't get out, but I won't give in. I'll swim around till my strength spent. Then I will die the more content. And as he swam, though ever it seemed, his struggling began to churn the cream, until on the top of pure butter he stopped. And out of the bowl, he quickly hopped. So the practical implication of the parable for our daily Christian living is given, namely that we ought always to pray and not lose heart. Prayer expresses our hope and nourishes our faith. Let us ask God today to make us strong in our faith, unwavering in our hope, and persistent in our prayer.